Gì bác nhỉ? Quỳnh Sinh. Nhà bác, vâng. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại nhà bác Quỳnh Sinh ở tại Xuân Quang Tam Nông, Xuân Quang Tứ Mỹ. Và vừa hoàn thiện và lắp đặt cho nhà bác một chiếc sập ngũ phúc, một mét 62 mét tại xã Tứ Mỹ, huyện Tam Nông, Phú Thọ. Cái sập này là chất liệu gỗ vụn. Hôm trước là bác đã lên ký duyệt sản phẩm rồi. Đây chúng tôi hoàn thiện và bàn giao cho bác. Đây là bác chủ nhà đây. Mọi người có nhu cầu có liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại 0987 510806 và cơ sở với địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Hiện tại đang là 3 giờ chiều ngày 12 tháng 10 năm 2019.